Chào, cảm ơn các bạn đến với chương trình Bây giờ làm sao. Đây là một chương trình chưa từng có, một chuyến trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Xin tự giới thiệu, tôi là May, là biên tập của chương trình. Và tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi khắp cả nước Việt Nam, bắt đầu từ nơi này. Mà có một điều tôi hơi lo lắng, đó là tôi đi cùng với một anh bạn đồng hành, nhưng mà anh bạn này khá là kỳ cục, khá là cái gì cái gì. Chào các bạn, mình là Adi, xe ôm Tây. Không phải là như mày nói, mày thì cứ nơi điều thôi. Chương trình mình sẽ là một chương trình du lịch khám phá và trải nghiệm. Chúng ta sẽ đi khắp tất cả đất nước Việt Nam, bắt đầu từ thành phố Đà Nẵng này. Đấy là một chương trình mà mình đi xe máy, đi phượt về ông này. Còn trên đường sẽ có mấy trò chơi rất là quái giờ Mr. Đạo diễn tổ chức, mà mình bắt buộc phải làm. Mặc dù không biết làm, mặc dù không muốn làm, nhưng mà chỉ bây giờ làm sao, thế nào cũng phải làm. Nhưng mà đây, May là biên tập của chương trình này, mà Adi chỉ là Adi thôi. Nó bất bình đẳng. May biết hết về chương trình này rồi, chắc là có kịch bản hay sao, mà Adi chả biết gì. Có kịch bản. À đấy, cho xem. Không. Nào. Không. Tại sao? Như vậy trải nghiệm nó mới vui. Nhưng mà đây mình bất bình đẳng này, bất bình đẳng đúng là như thế. Cái này bất bình đẳng này. Cũng thế. Ok, công nhận. May, nhưng mà tại sao mình bắt đầu từ Đà Nẵng? Nó không phải là đầu, không phải là cuối, hoặc là đầu cuối, mà nó ở giữa thôi. Căm giùm. Nếu mà mình muốn đi lên đây thì đi ở đây quá xa. Nếu mình muốn đi miền Nam thì từ bắt đầu miền Bắc quá xa, thì mình sẽ bắt đầu từ đây. Đi lên đây cũng tiện, đi xuống đây cũng tiện, đi ra đâu cũng tiện. Đã, hiểu. Khôn. Anh đi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nói chung là hôm nay thì bây giờ là buổi tối, thì cứ Adi chỉ muốn đi đây, đi ăn ốc hút. Sao lại thế? Bây giờ chè, nói chuyện với những cô gái xinh, chứ không phải là đi xe máy về mây và ban đêm, nguy hiểm quá. Ngày mai nhá. Là cô thoải mái cô ạ, thoải mái. Đây thấy chưa? Đi chỉ đứng ở một chỗ mà người ta quy mến luôn. Không phải là nhìn May đâu. Mình đã hỏi cái Facebook là bây giờ làm sao? Các hai bạn sẽ chọn ra một kiểu ảnh chụp với cái cầu dòng này. Và trong khoảng thời gian người nào có được cái lượng người ấn like cái ảnh ấy nhiều hơn thì người ấy là người thắng. Bên trái nó có chỗ ổ kiến lửa. Bây giờ hai người cùng đứng ở đây, ai mà đứng ở đây được lâu hơn thì người ấy được quyền áp trước. Áp ảnh trước người kia 5 phút. Aman đây. Lấy quay phim đứng trước ổ kiến lửa. Ê, đừng có chọn nữa nè. Phải chọn kiến đứng lên. 1, 2, 3, bắt đầu nè. Ác quá. Ôi! Này, ông này. Cho như thế này. Đâu. Dạ trước cho cái nhanh đi. Không bao giờ. Không bao giờ thua ông đâu. Thật là người đàn ông đích thực, chịu khổ là tốt. Đau. Mẹ ơi. Đây lại là bất bình đẳng, cái dép của May nó không biết cô mày kiếm vô không ra được. Đấy. Đạo diễn khổ đấy. Đứng lâu quá, đứng một chân rồi. Đừng như thế này à? Đứng một chân, co một chân lên, đúng không? Ai ngã trước người thua. Cấm sờ vào nhau. Có quyền động vào nhau, có quyền hít nhau. Thật à? Này. Nếu mà thua thì không sao, Adi thế nào cũng ăn ít. Nhưng mà hôm nay mà thua thì là goodbye luôn. Bây giờ Adi up trước nhá. Vâng, Adi up trước đi. Ok. Mình chắc chắn về khả năng của mình cũng phải cố gắng quyến rũ về mẹ em sinh. Hôm nay mình sẽ đi ngang qua một bãi biển đẹp vô cùng. Bãi biển Lăng Cô. Lăng Cô. Lăng Cô. Chưa bao giờ đi. Đây nè, Đà Nẵng ở đây nè ha. Thì muốn đến Lăng Cô thì mình phải qua hầm Hải Vân. À, qua Hải Vân. Qua đèo luôn. Qua hầm. Mình sẽ qua hầm. Ok. Lái xe thì cần tỉnh táo một chút. Ăn một chút nè. Chuẩn men. Lên đường thôi. Thì May đi trước nhá. Nhưng mà anh đi rồi. Làm gì đâu, không biển số xa mình đi. À. May. Giờ làm sao? Em cho anh hỏi xíu, cái xe của anh bây giờ không có biển số thì bao giờ bên mới có thủ tục xong được? Nhưng mà khoảng mấy giờ, cho mấy giờ đi đâu anh Tư? 3-4 giờ. 4 giờ thì trễ quá. Chiều thì cỡ khoảng 2 giờ con má mới làm việc. Và 2 rưỡi là tụi em ra biển rồi sẽ nhận được. Bây giờ sao đây? Xe không có biển đi thành phố cũng không được chứ đừng nói đi đâu mà. Thế đi ăn sáng. Đi ăn sáng đi. Ai còn nhiều like thì sẽ có quà. Ai thua thì sẽ khổ lắm. Đây là cái bữa sáng của người thua. Và đây tiếp gì đây? Đây là mì Quảng. Tất cả tổng cộng ở đây là có 4 tô. 4 người. Nhưng nếu người thua thì cái tô dư ra sẽ được chia cho 3 người. Xin mời. Xin mời. Chắc chắn cả đêm đã ngồi và mời bà ăn. Kết quả là ông này được 41 lông. Còn Adi chỉ có 25 thôi. Nghĩa là đây là đặc sản mà Adi sẽ thưởng thức. Lại nhờ hồi xưa, hồi cấp 3 đi du lịch với bà An. Tiền thì ít, ăn bánh mì khô không hoặc là mì tôm. Nhưng ít nhất là giảm béo đây. Cũng được. Bây giờ ăn nữa ha. Ăn bánh mì à? Không, cái này ngon hơn bánh mì đây. Mời ăn cho nó thơm. Nói chung là có cái này để tụi mình gần nhau hơn tí. Ok. À, chỉ ăn cái bánh mì thì bây giờ ăn kẹo nữa thì vui quá. Ít nhất là có một chút hương vị ngon. Bánh mì thì là bánh mì không có hương vị gì cả. Anh nghe nói là có biên rồi nhỉ? Có biển số rồi. Vui quá. Để có đấy. Rồi, cảm ơn anh. Nãy nóng như thế, có cái này thì nó mát. Là đường nhỏ nhỏ đằng kia, phải không ta? Bánh mì không thì phải ăn một miếng như mình đã ăn nữa thì mới no. Đừng làm thử thách liên quan đến đồ ăn nữa nhá. Mình biết là ở Đà Nẵng cũng có bún mắm nêm. Cái Adi là hồi xưa dẫn chương trình về ẩm thực mà. Thì về đồ ăn thì biết gần hết. Chỉ về những điều khác thì biết ít. Mà điều hay nhất mà Adi rất là muốn học là cái gì liên quan đến dân tộc thiểu số. Người dân tộc nhiều cái văn hóa, nó rất nhiều nét, rất là hay. Có bao giờ đi ăn gỏi cá sống chưa? Có nơi thì họ trộn thêm nừa chanh, để làm tái cá. Có nơi thì họ dùng cái mắm đậu phộng, đặc biệt ở miền Trung này là họ làm cái mắm đậu phộng trộn vô cá ăn rất ngon. Nè, gỏi cá quá trời. Bây giờ tập trung vào cơm đường. Dù rất là đói mà vụng của ai thì bây giờ là nó lời. Nhưng mà May khó tập trung đường lắm, tại vì cứ đi lâu lâu trên đường là tự nhiên có tấm bảng lên đặc sản Quảng Nam, mì Quảng, gỏi cá, rồi bún cá, bánh căn. Thèm đấy là thèm lắm. Dừng lại ở đây à? Thấy chưa? Chở xe May. Chưa thấy không? Phải không? Mình chạy xe máy qua không? Xe máy không được đi qua đường hầm à? Đi qua hầm đâu, mình đi ra hầm đi. Trên phải dưới. Nếu mà theo Adi nhá, theo Adi thì trên. Trên à? Ừ. Dưới thì nó không vui, gửi xe trên cái này, sau đó đi xe buýt thì mình ở đâu cũng có thể đi. Đi đèo thì nó đẹp hơn, nó hay hơn. Bây giờ là 2:40 chiều rồi. Uầy. Cho nên là mình mà đi qua đèo sợ trễ. Phải qua hầm. Tụi em nghĩ là nên qua hầm. Đã đi nghĩ là nên đi qua đỉnh. Đỉnh nó đẹp hơn, nó hay hơn. Hầm nó nhanh hơn. Thôi thì bây giờ ban tổ chức quyết định đi đèo. Tại sao đạo diễn muốn mình đi qua đây? Tại thật là tôi muốn đi lên đèo, là thực ra tôi chưa đi đèo lần nào, tôi toàn đi hầm đấy. Em muốn hai bạn đi lên đèo. Trời ơi, chưa bao giờ đi thì là người Việt Nam là sao? Mình là người nước ngoài mà đã đi qua đây 2 lần rồi. Ôi, ông đạo diễn kém nha. Ở đây mình không phải là con sói mà là dê núi, chứ là mẹ. Hello Đà Nẵng. Anh đi. Ở Bà Lan có cảnh như thế này không? Cũng có nhưng không bằng Việt Nam đâu. Nó cũng đẹp nhưng không phải là như đến mức như ở đây đâu. Ở Bà Lan có đi xe máy như thế này không? Xe máy thì cũng ít khi, bởi vì ở Bà Lan khí hậu nó quá lá anh thì chỉ mùa hè, cuối xuân và đầu thu mới đi được. Thì chỉ là 1 năm là 5 tháng đi được, sau đó 7 tháng không đi được đâu. Cho nên ít người Bà Lan mua xe máy. Với lại xe máy ở Bà Lan đắt hơn nhiều. Một chiếc như thế này nhá thì giá nó gấp 3 lần hoặc là 4 lần. Thế làm sao mà mua? Thì đây một số đại gia thì mua, nhưng mà người bình dân nhà đi làm sao mà mua được. Tức là ở Bà Lan là xe máy, người có xe máy là đại gia, còn người có xe hơi là bình dân. Đúng là như thế. Phụ nữ Việt Nam rất là đẹp, hơi hiền, hơi đành đá, hơi cá tính. Không có đâu. Không, cái này có thể nói là Adi gặp những người có cá tính. Phụ nữ Việt Nam dễ thương lắm. Gái vậy này Việt Nam vẫn là dễ thương nhất. Vậy thì Adi chưa có cơ hội để làm quen nhiều. Làm việc qua nhiều thì không chơi được. Bây giờ đi phượt như thế thì mới là chơi. Đây, từ phía này là địa phận Đà Nẵng, từ phía kia là địa phận Huế. Điểm này dễ bảo vệ cả hai bên đấy. Chuẩn. Đặt ở đây là đúng. Thì thích quân đội thì tìm hiểu về những địa điểm như thế. Một chút, chứ phải là nhiều. Nhưng mà đây là cái gì? Đạo diễn vừa mới đưa cho mày, đây mới là lý do chính để mà mình dừng lại ở đây. Cái gì? Nghĩ sao vậy? Điện đói, ngủ lều trên đỉnh đèo Hải Vân. Cái lều nè. Nhưng mà lều là cái gì? Lều không biết. Lều tiếng Anh. Camp. Cái này mà mình tự sắp xếp rồi ngủ trong nó. Đúng rồi. Không điện, không nước, không ánh sáng. Nghĩa là phải ngủ ở trong cái này. Ngủ trong cái qua này. Đêm. Mà nhịn đói là sao? Là không được ăn tối. Nhịn đói không hiểu à? Nhịn đó là giống như sáng nay đấy. Nhưng mà sáng nay còn được khúc bánh mì. Còn tới tối này khúc bánh mì cũng không có. Mẹ ơi. Không được. Quên đi. Cái này không làm. Bây giờ đạo diễn muốn đi đâu? Đạo diễn đi đạo diễn leo phải không? Đây. Muốn mình ngủ ở đây. Nhận nhiệm vụ đi. Rồi leo đi. Ít nhất là phải có đồ ăn. tụi tôi đi tới Huế nha. Đào Diên ngủ một đêm làm ví dụ đi. Mắm đưa cho tôi mắm thì tôi ngủ ở đây luôn. Ngay từ bây giờ đến sáng mai. Hai người đồng nhất với nhau thì một người đồng ý, nếu chỉ có mắm là được ngủ kìa. May kìa. Sao thế? Sao hạ điều kiện lẹ vậy? Ý, có đồ ăn thì ngủ ở đây cũng được, mà cảnh đẹp ở đây, cảnh đẹp ở đây. Còn gì nữa? Mũi nè. Rồi bác không sợ. Không sợ. Ở đây đẹp. Mày hồi xưa, hồi cấp 3 đi toán đi du lịch như thế, toán ngủ như thế thôi. Gì nữa, mình đi du lịch bụi thì nó phải bụi. Khách sạn không phải là bụi. Nhưng mà phải có đồ ăn thì tôi mới thực hiện, không có đồ ăn thì quên đi. Tôi đi Huế luôn. Rồi, quan điểm hai bạn thế nào? Giờ thấy sao? Không thích thì nào. Không thích không? Cả ngày. Bây giờ dày. Quyết định thì... quyết định của đạo diễn. Đạo diễn không thích thay đổi thì có nguyên tắc cơ bản thôi, là khi mà mình không thay đổi được quyết định đó, thì mình thay đổi con người. Mà xong rồi thì bây giờ cái quyết định đó là bây giờ đưa máy quay đây, tụi tôi quay, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây.